Khó rồi, chắc đây sẽ là kèo em đập rớt đầu tiên của anh Nghĩa. Thật sự luôn. Ok, cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều về kèo đập thẻ này. Không thể nào. Hai con cộng 9. Liệu mình sẽ có con cộng 9 đầu tiên trong cái game SC Online này hay không đây? Rồi, không để cho anh em chờ lâu nữa. Một con này gọi là con trung vệ. Con này chắc là cân lương à, trung vệ cân lương à. Chơi thôi, cộng 10 đa số khó đập nè. Mình không có hy vọng, dạo này mình không hy vọng. Chả quan tâm. Biết cái điều mà nó khó đập rồi. Đó, nên là không hy vọng cho lắm. Ba con 112 và hai con 110. Phôi của Henzi nó được tầm 4 vạt đấy anh em ạ. Và cái này nó không dùng thẻ làm lại. Cái này không cần dùng thẻ làm lại nhé. Tại vì thẻ làm lại dùng cho ăn siêu. Và con đầu tiên sẽ là con Henzi. Và cộng 5. Con đầu tiên. Nó là như vậy. Giờ thì mình vô lại nét vét thì nó hợp lý hơn. Đây rồi. Nét vét, nét vét, nét vét. Con này cũng không dùng thẻ làm lại anh em nhé. Không dùng thẻ làm lại luôn. Đó, dù nó lên hay không cũng không dùng thẻ làm lại. Trời. Tưởng tiếp đà hưng phấn là không. Đập cho chắc tay ấy. Đập phải có tâm chứ. Và nét vét 5. Ui. 9 lên 10. Nói chung là vô thì chơi đâu, mình cũng chả hy vọng về cái việc mà 9 lên 10 đâu. Thật sự không hy vọng về việc 9 lên 10. Đập có bao giờ lên nổi đâu. Đập bao giờ lên nổi đâu mà. Rồi, kèo 9 của chúng ta. Chú Ạc bảo là cái con này mình mới cần phải dùng thẻ làm lại. Ăn liêm. Ăn liêm mùa MC cộng 7. Và trời rồi. Chúng ta sẽ có một ăn liêm cộng 7. Ui rồi ôi, 7 về 4 à. 6 về 4 à. Trời ơi, 6 về 4 thì rất khó rồi. Ôi. 6 về 4 thì rất khó rồi. Ok, cảm ơn em rất nhiều về kèo đập thẻ này. Khó, khó. Ok. Đập Henzi, nét vét và ăn liêm thì nó lên được mỗi Henzi mà thôi. Đúng kèo mà gọi là thấp nhất luôn. Kèo thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, mình có một con biết khăm LN. Con này dễ, con này dễ, con này dễ. Chơi. Và chúng ta có một hàng, à có một con biết khăm 5. Con này dễ, con này dễ. Ok chưa? Cảm ơn em rất nhiều vì kèo đập thẻ này. Kèo này mình có một con hàng phôi lần. Phôi lúc nãy mình chốt đâu đấy khoảng hơn 4,5 vạt đấy. Để chất lại cái phôi nhá. Chất lại cái phôi. Đây, phôi nó là như vậy. Chính xác là như vậy rồi. Rồi, phôi của phôi lần đâu đấy là hơn 4,5 vạt. Đó, chơi đi. Việc gì phải sợ. Chỉ có mỗi cái việc đập thẻ thôi mà còn sợ. Mỗi cái việc đập thẻ thôi còn sợ làm cái gì. Làm cái gì ăn. Và có lần cộng 5. Kèo tiếp theo Patrick Vieira Icon cộng 5. Cái phôi này nó sẽ là như thế này. Đâu đấy khoảng 4 vạch. Đó. Thì hôm qua nhá, hôm qua mình có đập một con nào nhỉ? Con Ferdinand với cái số vạch y như vậy luôn mà. Của Tuấn Đoàn ấy. Hôm qua đập con Patrick Vieira yêu như vậy, y như vậy luôn. Thì không biết là hôm nay như thế nào nhỉ. Thôi. Rồi, không vấn đề gì hết. Và mình sẽ có một con Vieira năm. Ôi giời ơi, cùng một số vật này nó giống y hệt con Ferdinand luôn mà. Nhét con Jesus Navas vô rửa luôn. Fallen cộng 5 chỉ với 2,5 vạt. Ôi giời ơi. Làm sao có thể lên được với cái phôi này? Làm sao có thể lên được? Khó rồi, chắc đây sẽ là kèo em đập rớt đầu tiên của anh Nghĩa. Thật sự luôn. Ok, cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều về kèo đập thẻ này. Không thể nào. Rớt được. Không thể nào rớt được anh Nghĩa ơi. Không thể nào rớt được.
hiểu kiểu gì nhỉ? Không hiểu kiểu gì. Kèo này chúng ta có một con Enzo Fernandez, nhà vô địch World Cup. Nhà vô địch World Cup đấy. Rồi. Trời ơi. Con này nhìn nó khó nhở? Nó khó. Nó khó rớt. Con này nó khó rớt. Ok chưa? Ui, hôm nay đập mấy quả bùng nổ đấy nhở? Mình thấy mình mồi theo cái cách mà gọi là 4, 2 con cộng 5, 2 con cộng 4 ấy. Mình thấy nó ok hơn nhiều đấy. Ok, lên rồi, lên rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Kèo mình có một con Makelele. Mắc. Makelele. Cụ mắc. Cụ mắc LN cộng 5. Nhìn mặt cười tươi đấy nhỏ thề. Nhìn mặt, nhìn có mặt này cười tươi vậy. Rất có cười tươi được như vậy không đâu. Rất rất có cười tươi được như vậy không ta? Rớt không? Có rớt không? Làm sao mà rớt được? Ôi rồi ôi. Ồ, từ cái kèo của ăn nghỉ là đập mấy kèo sau tín thế nhờ. Rồi. Kèo này mình có một con bêu. Đấy. Cộng 6 chỉ với mức thẻ 3 vặt. Ôi giời ơi. Kèo này chắc là cống hiến thôi. Khả năng nó lên rất là khó rồi. Đập thật sự đập cộng 5 4 vặt rưỡi không lên nổi mà bây giờ đập cộng 6 3 vặt. Ok, cảm ơn em rất nhiều nhé Tuấn ơi. Cảm ơn em vì kèo đập thẻ này. Không lên được luôn ạ. Ok, cảm ơn Tuấn nhé, cảm ơn em nhiều vì kèo đập thẻ này. Không lên nổi luôn mà. Kèo này mình sẽ có một cái tên đó là vua bóng đá. Mình sẽ có vua bóng đá chứ không phải là cái tên. Pele. Pele. Ôi trời ơi. Ba vặt và không có thể làm lại. Ui. Cười tươi thế nhở? Quả mặt này cười tươi thật đấy. Lát rớt không biết cười có tươi như vậy hay không đây. Lát mà nó rớt thì không biết là cười có được tươi như vậy nữa hay không. Trời. Và chúng ta sẽ có một con Pele bet World Cup cộng 5 đây rồi. Ok chưa? Về hai tin chọn là thằng Bảo cứ chủ biết thôi thật sự luôn đấy. Ok, cảm ơn Duy rất nhiều vì kèo đập thẻ này. Ui. Kèo này có con Ditken DC. Con này là mùa mới đấy. Công nhận là cái mùa mới nó làm cái khung ảnh ấy. Nó làm cái background của cái mùa mới công nhận đẹp thật. Cái mùa DDK này, cái background công nhận đẹp. Trời thôi. Và chúng ta sẽ có một con hàng Ritken cộng 5. Ui ơi. Nó không lên được rồi. Thật. Nó không lên được rồi. Hẹn ơi. Ok, cảm ơn em rất nhiều vì kèo đập thẻ này. Kèo này chúng ta có một con hàng Rashford mùa 23 TS cộng 5. Ôi giời ơi. Có thế nhở? Hôm bữa nhá, em Quân gửi đập lần thứ nhất, tặt. Em Quân gửi lần thứ hai, tặt. Em Quân gửi lần thứ ba, tặt. Đập 3 lần liên tục, tặt con Rashford này. Nên là mình vẫn đang còn một cái dớp ấy. Nên là hơi rén. Hơi rén. Ăn bạn này hơi rén. Thật, ăn bạn này đang hơi rén. Nhưng mà rén thì cũng phải đập thôi. Điều gì đến thì nó cũng phải đến. Trời. Và chúng ta sẽ có một con hàng Rashford nằm đây rồi. Ui trời ơi. Khổ chưa? Kèo này là kèo của mặn đấy. Mà kèo này mà Quân nhìn thấy chắc đau lòng chết mất. Ok, cảm ơn em rất nhiều về kèo đập thẻ này. Mồi thế thôi chứ ngồi cứ mắc kẹt với Ole. Mắc kẹt với Ole mãi. Ole. Nhìn nhìn quả này buồn cười quá thề. Quả quả Ole này buồn, nhìn buồn cười kiểu gì ấy. Thật. Quả Ole này nhìn buồn cười kiểu gì ấy. Cái mùa công nhận là cái background của mùa DK này đẹp ghê đấy. Ô, chưa đủ phôi à? Rồi.
cái background này, cái background của một DK này công nhận đẹp. Càng ngày thì càng cái thẻ nó sẽ càng làm đẹp hơn đấy anh em ạ. Càng ngày thì thẻ nó làm đẹp hơn. Mình đang hóng cái 24 toti này, khả năng nó còn đẹp hơn cả 23 toti nhiều đấy, 23 toti xịn đấy. Rồi, nãy giờ thì đã tốn quá nhiều thời gian với cái quả ole này rồi. Đang mồi mà mồi từ cộng 4 lên cộng 5, xong cộng 5 còn lên được cộng 6 rồi không biết nói gì luôn. Trời rồi. Và chúng ta sẽ có một con Sosa cộng 5. Ui giời ơi. Ui. Không lên được luôn mà Nguyên ơi, không lên được luôn Hoàng ơi. Ôi giời ơi. Phôi của Gulit nó sẽ được 4 vạn. 4 vạn. Trời thôi, Quang Trung bảo là không cần mồi, thế thì thoải mái. Cái xe máy mở thẻ hên mà sao đập thẻ nó kỳ cục vậy ta? Cái gì vậy ta? Sao mở thẻ hên mà đập thẻ kỳ vậy? Ui dồi ôi, cảm ơn Quang Trung nhé, cảm ơn em vì kèo đập thẻ này.